gì? Nói gì? Con phải đính chính lại nhiệm vụ này còn được thiện không? Ý là vẫn thực hiện cho tới thứ hai. Ba cắm đi còn là 12 giờ. Không ngày nào tôi không chơi game hết. Xong rồi một tuần. Con không thèm rét luôn hả? Ý là giờ tao mày chơi game là con không thèm mét luôn hả? Má mét. Là ba không biết luôn phải không? Má mét đó. Ủa mà không thèm mét sao mét chi vậy? Ba nói. Ba quay là quay cái vụ mà con nói mắc cười. À, hồi nãy tao mày chơi game mà con không thèm mét luôn á. Rồi con cũng đâu có thèm mét ba đâu đó. Ý là vậy á. Không thèm mét mà giờ nói ba. Hồi nãy sao mà hồi nãy cũng thèm mét. Cho mày, cho mày ơi. Cho mày. Đặt cho mày đi. Chị... Thế nào ai cho mày cũng chơi thằng này á. Ba thằng này ba. Thằng này đâu, thằng này đâu. Coi mặt thằng này coi. Thằng này trong mì nè, đó, chơi game hoài. Ba dặn chị ba giám sát. À, mà chị ba ghét nản luôn, chị ba không thèm nói luôn. Đây, mày viên đây. Chọc lét mày viên đi. Ý là đặt tao mày đi. Cái gì? Đặt. Hả? Đặt tao mày đi để con quay cho. Rồi ba đặt cho từ từ ba sẽ đặt. Ba không có đặt đâu mà cắm thêm tháng. Nếu mà mình đánh che em là mình sẽ bị sai. Sao? Pháp luật sẽ xử lý mình. Yeah. Mình không được bạo hành trẻ em. Hả tao mày ha. Thưa mày ơi. Nè. Ơi. Thì thôi tha cho em đi. Mày đang... Tha gì đâu. Bây giờ ngày mai tao mày chơi. Mày nói mà ba nói tha có nghĩa là ba bỏ qua cho mày. Nhưng mà tao mày chưa bị ba phạt. Cho nên tao mày đâu à. Thì em cũng biết mày rồi em. Em chơi ít lại rồi. Ít rồi chắc ít ta. Hả? Ba cánh mình nó còn chơi mà. Gì giờ chơi đâu em cũng biết kêu, rồi. Kêu tắt đi. Trời ơi tính ra ba là người cắm. Xong giờ ba là người binh. Kêu tụi mày tắt đi. Tụi mày còn kêu con im đi nữa. Rồi cái đó là đang chơi bạn mình la la la. Ủa sao tắt mic đi. Rồi để chị ba la. Chị ba kêu tụi mày tắt mic. Tao không chịu. Tụi mày để mic tắt. Sao mà tụi mày đi mét mẹ. Đúng ồn luôn á trời. Thế giờ là mấy tụi bạn ngủ giùm ba được không? 12 giờ rồi. Ngủ đi. Bây giờ là 12 giờ. Goodbye. Good night con. Good night trời. Good night. Good night. Good night. Bây giờ là 12 giờ. Đây là con chiếc sim mỗi giờ. Mai tao không được chơi đâu. Đây là con chiếc sim. Tao ơi đặt có hút. Biết rồi. Nói hoài. Mày mày ba thấy được.